Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 24 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của 21 tỉnh thành phố. Đại hội đại biểu Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hưng Yên lần thứ 3, nhiệm kỳ 2024-2029. Cần sớm ban hành quyết định điều chỉnh bảng giá đất. Cảnh giác với thủ đoạn của tội phạm công nghệ. Cháy gần 20 gian hàng hoa quả tại chợ Dầu, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên. Quý vị và các bạn, chiều nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với tỷ lệ 100% ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành, nhất trí thông qua các nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của 21 tỉnh, thành phố, trong đó có sắp nhập đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hưng Yên. Trong giai đoạn 2023-2025 sẽ sắp xếp thành lập đối với 18 đơn vị hành chính cấp huyện và 487 đơn vị hành chính cấp xã để hình thành 12 đơn vị hành chính cấp huyện và 254 đơn vị hành chính cấp xã mới của 21 tỉnh thành phố gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Thuận, Cà Mau, Đà Nẵng, Hải Dương, Hải Phòng, Yên Bái, Kiên Giang, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Long An, Quảng Bình, Quảng Nam, Nghệ An, Thái Nguyên, Thanh Hóa và Hưng Yên. Sau sắp xếp, giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện và 233 đơn vị hành chính cấp xã. Theo kế hoạch, sẽ có 525 người dôi dư ở cấp huyện, 5.917 người dôi dư ở cấp xã. Các tỉnh, thành phố đã xây dựng phương án chi tiết để bố trí sắp xếp và giải quyết đối với số cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư theo đúng quy định. Sẽ có 63 trụ sở cấp huyện dôi dư, 387 trụ sở cấp xã dôi dư. Các ý kiến của thành viên Ủy ban Thường vụ cơ bản tán thành với nội dung đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của 21 tỉnh, thành phố về thời điểm có hiệu lực thi hành của các nghị quyết tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành. Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giai đoạn 2023-2025, tỉnh Hưng Yên có 43 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp thành 21 đơn vị. Như vậy, sau sắp nhập, tỉnh Hưng Yên sẽ còn 139 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 22 xã so với trước khi sắp nhập. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, hôm nay Quốc hội tiến hành thảo luận về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, luật công đoàn sửa đổi và dự án luật dữ liệu. Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tham gia thảo luận về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế và dự án luật dữ liệu. Buổi sáng, sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Y tế trình bày tờ trình về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật công đoàn sửa đổi. Các đại biểu thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật công đoàn sửa đổi. Buổi chiều, các đại biểu thảo luận ở tổ về các dự án luật nói trên, góp ý vào dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế. Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên Nguyễn Đại Thắng đề nghị cần quy định cụ thể về nội dung khám chữa bệnh từ xa, hỗ trợ, phạm vi hỗ trợ, các dịch vụ được hỗ trợ, hồ sơ để được hỗ trợ. Nội dung này phải giao Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành. Góp ý vào dự án luật dữ liệu, đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên Đoàn Thị Thanh Mai đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu bổ sung vào hồ sơ dự án luật kết quả rà soát các quy định của các luật có liên quan, nhất là các luật có quy định về cơ sở dữ liệu như luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản để đảm bảo tính thống nhất đồng bộ trong hệ thống pháp luật, cần tiếp tục làm rõ hơn mối quan hệ giữa Trung tâm Dữ liệu Quốc gia với các cơ quan dữ liệu, hệ thống thông tin của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội trong việc quản lý, chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu đảm bảo thông suốt, hiệu quả, an toàn.
Tại hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hưng Yên tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có các đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hưng Yên. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và 200 đại biểu tham dự. Diễn văn do đồng chí Vũ Văn Toàn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hưng Yên nêu rõ. Được thành lập năm 2013, Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị Hưng Yên là ngôi nhà sinh hoạt chung của những chiến sĩ đã tham gia chiến đấu phục vụ chiến đấu trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị mùa hè đỏ lửa năm 1972. Tỉnh Hưng Yên có gần 500 đồng chí đã hy sinh để bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị. Đến nay hội có trên 1.000 hội viên, trong đó có trên 600 đồng chí là thương binh bệnh binh nhiễm chất độc da cam. Có gần 80 đồng chí tham gia công tác ở cơ sở. Hội viên tham gia tích cực vào phong trào thi đua địa phương, chú trọng thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa. Nổi bật, hội đã hỗ trợ làm mới được 11 ngôi nhà trị giá trên 500 triệu đồng, tặng 35 sổ tiết kiệm trị giá 250 triệu đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Về dự đại hội hôm nay, tôi vô cùng xúc động và vinh dự gặp lại các đồng đội, ôn lại những kỷ niệm, những ngày chốt trong chiến dịch 81 ngày đêm lịch sử, gặp nhau lửa mừng nửa tuổi, mừng những đồng đội còn sống trở về, tuổi nhà những đồng đội đã vĩnh viễn ra đi lầm trên dòng sông Thạch Hãn và trong thành cổ Quảng Trị. Tự hào góp một phần nhỏ bé vào trong cuộc chiến tranh, giữ nước trở về địa phương được Đảng và Nhà nước quan tâm, nên là cái mức sống đảm bảo. Mà nguyện vọng của chúng tôi là tìm lại được đồng đội mang về với quê hương, gia đình. 11 năm thành lập Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hưng Yên đã tổ chức được 35 đoàn với trên 2.000 lượt hội viên về tỉnh Quảng Trị thắp hương tri ân liệt sĩ, thăm lại chiến trường xưa, tham gia cùng chính quyền địa phương và gia đình đưa 49 hải cốt liệt sĩ ở các nghĩa trang tỉnh Quảng Trị về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin khái quát những nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời khẳng định vai trò của các chiến sĩ thành cổ Quảng Trị trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Trở về địa phương, các cán bộ hội viên Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh có đóng góp tích cực quan trọng vào những thành tựu của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản mong muốn trong thời gian tới, cán bộ hội viên Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị tỉnh Hưng Yên tiếp tục tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ, lập trường cách mạng, chung sức đồng lòng cùng nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động của hội, tăng cường tập hợp đoàn kết hội viên, thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về những vấn đề liên quan đến hoạt động của hội và đời sống của hội viên, đẩy mạnh các hoạt động tri ân, nghĩa tình đồng đội, tiếp tục phối hợp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hưng Yên khóa 3, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 17 đồng chí, bầu Ban thường vụ hội gồm 5 đồng chí. Đồng chí Vũ Văn Toàn được tín nhiệm tái cử Chủ tịch Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2024-2029. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 159 triển khai thực hiện kế hoạch số 197 ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành kế hoạch phát triển đội ngũ doanh nhân tỉnh Hưng Yên đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 gắn với xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, việc ban hành kế hoạch mới nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong kế hoạch số 197 của Ủy ban nhân dân tỉnh, phù hợp với việc tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, đoàn thể tỉnh và các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc phát triển đội ngũ doanh nhân tỉnh Hưng Yên đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 gắn với xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân. Mục tiêu tổng quát nhằm phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn trí tuệ, tinh thần kinh doanh làm giàu chính đáng, năng động sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc, có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước. Để thực hiện mục tiêu trên, kế hoạch đã đề ra 7 nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về vị trí vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước, hoàn thiện chính sách pháp luật, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến. Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, ngang tầm mục tiêu nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới, xây dựng đạo đức văn hóa kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, tăng cường đoàn kết hợp tác liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước trong xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 9 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị, thành phố tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 tại các vị trí áp dụng bảng giá đất chưa phù hợp với giá thực tế. Nếu triển khai sớm thì sẽ cởi được nút thắt để các địa phương có căn cứ đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án, đặc biệt là dự án đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở. Từ đầu năm 2024 đến nay, huyện Tiên Lữ chỉ đấu giá quyền sử dụng đất ở được 3 khu tại 3 xã là Thiện Phiến, Hải Triều và Trung Dũng. Nguồn kinh phí đấu giá ở thấp hơn nhiều so với năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Một trong những nguyên nhân là do thời điểm giao thời trong thực hiện luật đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Nghĩa là khung bảng giá đất được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành năm 2019 dù vẫn có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 nhưng chưa phù hợp với giá thực tế, có những vị trí giá đất thấp hơn nhiều so với giá hiện tại. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngày 1 tháng 10 năm nay, huyện Tiên Lữ đã gửi bảng tổng hợp tới Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định đơn giá đất mới. Đề nghị Ủy ban tỉnh chỉ đạo các sở ngành có liên quan sớm điều chỉnh bảng giá đất để làm căn cứ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo khoản 1 điều 159 như là tính tiền sử dụng đất cho trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất và làm giá khởi điểm, phê duyệt giá khởi điểm để triển khai đấu giá quyền sử dụng đất và tính giá để tái định cư, phê duyệt giá tái định cư để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác thu đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh cũng như của huyện. Tại một số địa phương khác, trong khi chờ quyết định bảng giá đất mới, tuy đã vận dụng các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất cũng như phê duyệt các phương án bồi thường hỗ trợ để giải phóng mặt bằng các dự án giao thông, song cơ bản vẫn gặp phải những điểm nghẽn do chưa có bảng giá đất mới để làm căn cứ trong việc tuyên truyền vận động tạo đồng thuận của người dân cũng như áp vào việc bồi thường hỗ trợ để giải phóng mặt bằng được thuận lợi hơn. Vướng mắc chính hiện nay là cái đang thực hiện luật đất đai 2024. Tôi nói ví dụ như quyết định 40/2019 của An tỉnh về cái bảng giá đất thì phải cụ thể cho các huyện, trong đó Văn Thi thì mới có căn cứ để tính toán được. Thời gian này chúng tôi vẫn đang chờ đợi các quan của tỉnh. Tại một số cuộc họp gần đây, lãnh đạo tỉnh cũng nhắc nhở, yêu cầu sở ngành chức năng, trong đó có Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính, tổng hợp báo cáo của các huyện sớm tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 tại các vị trí áp dụng bảng giá đất chưa phù hợp với giá thực tế. Qua đó, làm căn cứ để các địa phương triển khai việc bồi thường hỗ trợ để giải phóng mặt bằng được thuận lợi hơn. Từ
tháng 3 năm 2024 đến nay, xã Tống Phan đã tổ chức nhiều phiên đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở với tỷ lệ hồ sơ tham gia đấu giá cao. Số tiền từ đấu giá đất giãn dân là nguồn lực chủ yếu để xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Qua 4 đợt đấu giá tại khu giãn dân mới rộng 3,5 ha ở thôn Cát Dương, giáp đường trục trung tâm huyện Phù Cử, xã Tống Phan đã tổ chức thành công đấu giá được 161 trên 181 lô. Trừ chi phí xây dựng hạ tầng đã thu về ngân sách địa phương khoảng trên 100 tỷ đồng. Từ nguồn vốn trên, xã Tống Phan đang lên kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã như trường mầm non tập trung, trụ sở công an xã, hệ thống đường giao thông nông thôn tại các thôn Hạ Cát, Tống Xá, Cát Dương. Trong thời gian tới, khi có giá đất mới, xã sẽ tổ chức đấu giá đất cho những lô đất còn lại. Thời gian qua, tình hình tội phạm công nghệ cao có chiều hướng gia tăng với thủ đoạn tinh vi, tính chất ngày càng phức tạp, biến tướng dưới nhiều hình thức, gây hoang mang cho người dân. Các đối tượng có dấu hiệu kết nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, gây thiệt hại lớn về tài sản, dẫn đến nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, chủ động kết bạn, sau đó nhắn tin cho các bị hại để tâm sự. Sau một thời gian nhắn tin, các đối tượng này sẽ dụ dỗ bị hại thực hiện cuộc gọi video với các hành động thủ dâm, đổi trụy. Quá trình chat sách, các đối tượng bí mật quay phim màn hình toàn bộ cuộc gọi và lưu lại. Sau khi kết thúc cuộc gọi, đối tượng sẽ gửi cho bị hại một đường link. Qua đường link này, các đối tượng sẽ lấy thông tin của bị hại như danh bạ điện thoại, hình ảnh, video cá nhân trong điện thoại. Thậm chí, các đối tượng sẽ sử dụng hình ảnh, video cá nhân của bị hại để yêu cầu bị hại phải chuyển tiền. Nếu không, đối tượng sẽ gửi những nội dung này cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp của bị hại. Điều đặc biệt, nhóm bị hại mà các đối tượng này nhắm đến chủ yếu là công chức, viên chức, cán bộ có chức vụ trong cơ quan đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang. Vì lo sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nên hầu hết các bị hại trên đều không dám trình báo cơ quan công an. Vì vậy, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia chat sách dưới mọi hình thức, nâng cao cảnh giác đề phòng với những lời mời kết bạn từ người lạ, tuyệt đối không truy cập vào đường link do người lạ gửi khi chưa tìm hiểu kỹ hoặc có hiểu biết hạn chế về công nghệ thông tin. Trường hợp đã chót tham gia chat sách hoặc bị các đối tượng sử dụng hình ảnh cắt ghép để tống tiền phải giữ bình tĩnh và liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn. Khoảng hơn 15 giờ chiều nay đã xảy ra vụ cháy tại chợ dầu, chợ đầu mối hoa quả ở xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên. Nhận định nguyên nhân ban đầu xảy ra cháy có thể là do bất cẩn trong quá trình hàn xì gây nên. Đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ gần 20 gian hàng hoa quả. Theo tiểu thương và quản lý chợ, nguyên nhân ban đầu được xác định là do chủ một gian hàng trong chợ thuê thợ hàn xì về sửa quầy hàng và trong quá trình hàn xì, tia lửa hàn bắn vào các thùng xốp để hoa quả dẫn đến cháy. Ngay lập tức, quản lý chợ cùng tiểu thương đã dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa, nhưng đám cháy vẫn lan rộng. Rất may, lực lượng chữa cháy đã có mặt kịp thời để dập lửa và hơn 10 phút sau, đám cháy đã được khống chế. Đám cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã gây thiệt hại về tài sản cho các tiểu thương bán hoa quả trong chợ. Do một cá nhân hàn xì, thế là nó mới bốc lên nó cháy thì rất là may là tôi dập được điện luôn, hô bà con dùng bình xịt. Đây có 3-40 bình xịt mà, thì hô bà con bê ra để xịt. Cháy thì trên đầu trên nó hàn xì là nó bắn vào xốp, thế là bây giờ nó cháy lan ra hết tất cả các lán. Những năm qua, các cấp bộ đoàn thanh niên tỉnh Hưng Yên đã triển khai hiệu quả các chương trình giúp thanh niên mạnh dạn sáng tạo khởi nghiệp. Nhiều ý tưởng, mô hình đã áp dụng hiệu quả vào thực tiễn cuộc sống. Cuộc vận động mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, toàn tỉnh đã đề xuất được trên 3.400 ý tưởng, trong đó có gần 440 ý tưởng khởi nghiệp được áp dụng vào thực tiễn cuộc sống. Tiêu biểu như thiết bị hỗ trợ người tàn tật, trường trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, mô hình làm ruốc từ nấm hữu cơ của trường đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, mô hình giặt là xanh của anh Hoàng Văn Nhật, đoàn viên thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử, mô hình nuôi bò của anh Trần Văn Thạch, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, mô hình ốc nhồi thương phẩm của anh Đặng Văn Thái, đoàn viên xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm. Hàng năm, đoàn thanh niên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp hỗ trợ gần 300 tỷ đồng cho thanh niên vay vốn sản xuất, phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh về hỗ trợ và ưu đãi cho thanh niên khởi nghiệp với nguồn vốn khoảng 1.000 tỷ đồng. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng các làng tổ dân phố văn hóa tiêu biểu năm 2024.
Tham gia liên hoan có 300 diễn viên nhạc công quần chúng đến từ các câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật tại 10 huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh. Các câu lạc bộ mang đến liên hoan 40 tiết mục văn nghệ đặc sắc ở các thể loại như hát, múa, tiểu phẩm, hoạt cảnh. Nội dung các tiết mục ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi thành quả đổi mới về kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước, của tỉnh, biểu dương gương người tốt việc tốt trong xây dựng đời sống văn hóa, phê phán những thói hư tật xấu, hủ tục lạc hậu trong xã hội hiện đại. Đây là dịp để các thôn tổ dân phố văn hóa tiêu biểu gặp gỡ, giao lưu, thi tài, trao đổi kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng. Qua đó, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, nhân rộng những hạt nhân có năng khiếu làm nòng cốt cho phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương. Sáng nay, tại sân vận động thành phố Hưng Yên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc giải bóng đá nam học sinh trung học phổ thông 2024. Tham dự giải có 15 đội bóng với trên 200 cầu thủ đến từ các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Các đội bóng được chia làm 5 bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn các đội nhất bảng vào thi đấu bán kết. Giải áp dụng luật thi đấu bóng đá 7 người. Thông qua giải nhằm khích lệ và đẩy mạnh phong trào bóng đá học đường, đồng thời tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho các em học sinh, góp phần phát triển thể chất. Giải bóng đá nam học sinh trung học phổ thông năm 2024 diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 10 tại sân vận động thành phố Hưng Yên. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.